Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tradeify. Mình là Kay với Tradeify. Hôm nay thì xin các bạn thông cảm, tuần trước mình bận đi vacation nên mình không có online mà tiếp tục cái future analysis hoặc là cái tìm hiểu thị trường tương lai và tìm hiểu thị trường của những cái stock riêng lẻ mà mình hay làm. Nên tuần vừa qua thì mình chỉ update những cái play với những cái future update của mình trong cái website của tụi mình trên tradeify.com. Nếu mà bạn nào có tiếp tục theo dõi đăng ký ở trong cái website của tụi mình thì các bạn có thể thấy được là mình có update thường xuyên từ thứ hai cho đến ngày hôm thứ tư, và sau ngày thứ tư thì mình tạm thời không có computer access nên mình không có thể nào để mình tiếp tục cái future analysis cho các bạn được. Nhưng mà tuần này thì mình xin quay trở lại với tiếp tục với cái schedule bình thường. Thì nếu mà bạn nào muốn quan tâm mà có thể trong thời gian mà mình bận rộn mình không có thể upload lên trên YouTube được thì mình có thể sẽ tiếp tục cái analysis này của mình hoặc là cái tìm hiểu thị trường tương lai này của mình trên cái website chính của tụi mình. Thì thôi, không làm phiền đến làm mất thời gian của các bạn nữa, thì mình xin bắt đầu bằng cái analysis đầu tiên của mình về cái future. Thì bắt đầu là như thường xuyên, mình có ở đây là Nasdaq hoặc là top 100 công ty của technology của Mỹ. Thì như các bạn đã biết trong cái tuần vừa qua thì mình có như cái tuần vừa qua thì các bạn thấy đó là mình cái tuần vừa qua khá là hai cái ngày cuối cùng, ít nhất là ngày thứ năm và ngày thứ sáu, thì rất là người ta gọi là choppy, hoặc là có thể ý người ta nói là rất market đi lên đi xuống và không có biết được cái hướng đi nhất định của mình. Thì như các bạn thấy ở đây, mình đang có biểu đồ của chart theo mỗi ngày. Thì như các bạn đã biết thì ngày hôm bắt đầu là ngày hôm ngày mùng 1 tháng 12 là bắt đầu sau khi mà reject ở trên cái điểm resistance ở trên này của Nasdaq trong cái zone mình vẽ khoảng chừng 12.163. thì cái này mình có nói cho các bạn biết vài lần trong những cái episode trước của mình, và cũng ở trên cái website của mình thì mình cũng có vẽ cái zone này ra cho các bạn nhìn thấy rất là rõ ràng. Thì sau khi nó drop từ ngày mùng 1, ngày mùng 2, mùng 3, mùng 1, mùng 2, mùng 5 và tiếp tục vào ngày mùng 6 và ngày mùng 7, thì trong ngày thứ năm lúc mà có cái report của unemployment hoặc là cái nó gọi là cái jobless claim mà mình thường hay nói cho các bạn ngày mỗi ngày thứ năm của mỗi tuần, thì Nasdaq đẩy được lên khá là mạnh từ dưới cái đáy này của cái biểu đồ này. Thì như các bạn thấy nó có thể tạo ra cái nó người ta gọi là tweezer bottom hoặc là double bottom, có nghĩa là sau khi tạo ra cái tweezer bottom giống như một cái kẹp ở cái đáy của nó đã đẩy lên được đẩy ngược lại từ cái level, nó giữ được cái support này rất là quan trọng là 11.499 hoặc là 11.500 chẳng, và đẩy ngược lên lại level 11.700. Đó là cái support lần trước đây của Nasdaq. Như các bạn có thấy đây, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, và sau đó khi nó bị lủng cái support này ngay lập tức bây giờ đã biến thành cái resistance mới. Thì sau ngày thứ năm, sau khi nó đẩy lên được tới 11.700 thì qua ngày thứ sáu có một cái data hoặc là một cái số liệu rất là quan trọng được đưa ra thị trường là số liệu PPI hoặc nó gọi là Producer Price Index, có nghĩa là nói về bao nhiêu người, bao nhiêu công ty tốn bao nhiêu tiền để làm ra một cái sản phẩm hoặc một cái service hoặc là một cái service nào đó cho mọi người tiêu dùng. Thì cái đó ảnh hưởng khá là cao với cái ảnh hưởng khá là mạnh tới cái thị trường, vì nếu những cái công ty này PPI lên cao hơn, có nghĩa là inflation có thể làm cho inflation vẫn còn đang cao chứ không phải đã thấp như là Federal Reserve, Federal Bank đã suy nghĩ. Vậy nên nhiều người lo lắng rằng cái vì lý do này thì Federal Reserve trong tuần này có cái FOMC meeting, thì cái đó có thể làm thay đổi quyết định của Federal Bank để đẩy cái rate lên cao hơn, lên 75 điểm nữa, hoặc là chứ không phải là chỉ do đến 50 điểm giống như
nhiều người đã nói trong cái thời gian vừa qua khi thấy CPI được giảm xuống tuần tháng trước. Thì như các bạn biết bây giờ thì sau cái ngày hôm thứ sáu, mặc dù ngày thứ sáu phải nói khá là choppy, thì như các bạn thấy nó mở cửa đã đẩy ra đến cái mức là bắt đầu mở cửa ở 11.641, đẩy lên đỉnh điểm tới 11.748. Thì có rất nhiều người suy nghĩ rằng ở đây thì mình đã giữ được cái vùng ở trên này, nhưng ngay lập tức sau khi lên được tới đỉnh điểm này vào lúc khoảng chừng buổi sáng thì ngay lập tức đã bị rớt ngược trở lại và bắt đầu chứng tỏ rằng đây cái level mà các bạn thấy 11.700 đã thành cái resistance của Nasdaq sau khi nó đã ra support rất là nhiều lần trước đây. Đây là cái biểu đồ 4 giờ, thì như các bạn thấy support, nhưng mà ngay lập tức sau lũng đã đi ngược lên lại, quay ngược trở lại và tiếp tục reject một lần, reject lần thứ hai, đây là lần reject lần thứ ba và tiếp tục. Bây giờ các bạn thấy bây giờ đang tạm thời quay ngược lại cái vùng support lần trước là 11.500. Thì cái mà mình có thể nghe cái vấn đề của tuần này, bắt đầu tuần này, thì các bạn nên biết được rằng ngày thứ ba sẽ là ngày quan trọng nhất, là 8 giờ rưỡi sáng sẽ ra cái CPI hoặc là Consumer Price Index. Nó dùng này là một số liệu nó dùng để nó đo đạc sự cái inflation của Mỹ. Thì nếu cái số liệu này cao, chứng tỏ rằng inflation vẫn chưa được giảm xuống, thì cái đó có thể ảnh hưởng rất lớn đến cái quyết định về tăng lãi suất của ngân hàng trung ương. Thì nếu mà như các bạn biết, thì nếu mà inflation mà vẫn còn đang cao, thì chứng tỏ rằng Federal Bank vẫn chưa có thể kiểm soát được lạm phát, vì cái đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái quyết định kế tiếp của ngân hàng trung ương. Thì tháng này mọi người đều đang suy nghĩ ngân hàng trung ương có thể giảm lãi suất, chỉ tăng lãi suất có lên 50 điểm, chứ không giống như là lần trước đã quyết định tăng lên tới 75 điểm. Thì cái quyết định lần này cũng khá là quan trọng. Nếu mà ngày thứ ba 8:30 sáng ở giờ Eastern Time của Mỹ mà CPI cao, thì cái khả năng nó tăng 75 điểm một lần nữa cũng khá là cao. Cái tiếp theo mà cái quan trọng hơn nữa là cái FOMC meeting, hoặc là cái meeting của trong ngày thứ tư của ngân hàng trung ương, mà nó sẽ nói lên được cái quyết định của họ là họ muốn tăng bao nhiêu điểm của tháng này, tháng 12. Thì nếu như các bạn biết đó, thì lúc nào cái FOMC meeting này cũng vào khoảng chừng 2 giờ chiều, 2 giờ đến 2:30 chiều của ngày hôm thứ tư. Thì Jerome Powell hoặc là giống như tổng người quản lý của ngân hàng trung ương sẽ ra đứng ra nói chuyện với nhà báo để quyết định và nói cho mọi người biết về quyết định của họ có tăng lãi suất lên 75 điểm hay không. Vậy nên theo như mình thấy, cái game plan của mình hoặc là cái plan mà muốn trading của mình là ngày mai, là ngày thứ hai, ngày 12 tháng 12, thì cái khả năng mà thị trường choppy rất là cao, hoặc là nó chỉ di chuyển đường ngang chứ nó không thể nào có người nào mà quyết định được nó sẽ đi thẳng lên hoặc là đi ngược xuống trước khi cái CPI được đi ra ngày thứ ba. Và sau đó là tiếp tục cái nói về cái Jerome Powell chủ ngày thứ tư. Thì như mình thấy ở đây, nếu là mình ngày mai, thì phần Nasdaq, nếu mà mình chỉ nhìn vào cái chart không thôi, mà bạn nào muốn quyết định trade, thì mình nhất quyết cái case của bear là mình muốn ít nhất thì cái Nasdaq này phải bị lũng qua 11.500, quay ngược trở lại và reject cái 11.500 hoặc là từ 11.500 11.535 điểm, and sau đó thì các bạn mới có thể vô được cái short position của những cái technology company. Còn nếu mà bạn nào muốn trade ETF của Nasdaq, thì các bạn có thể trade QQQ. Đó là cái ETF của Nasdaq mà cũng có khá nhiều người trade. Nếu mà các bạn muốn short Nasdaq, thì đây là cái đường đầu tiên mà mình nghĩ cho những bạn nào muốn trade short ngày mai, thì nhất quyết nó sẽ phải ảnh hưởng đến những cái vị trí như vậy. Thì nhất quyết băng qua được 11.500, quay ngược trở lại reject
từ 11.500-11.535 điểm. Nếu mà reject ở đó thì các bạn có thể xuống push được tới cái support kế tiếp mà mình có trong thời gian ngắn là 11.239 hoặc là 11.240, nếu những cái số chẵn đó giúp các bạn nhớ dễ dàng hơn. Đường thứ hai, nếu ngày mai Nasdaq mở cửa quay xuống 11.500 mà giữ lại được 11.500 mà bounce lên, thì các bạn có thể vô call của những cái tech stock company để đẩy nó lên ngược lại 11.700. Thì cái này khoảng chừng 150-200 điểm. Thì 150-200 điểm, nếu không nói là không nhiều thì cũng không đúng, mà nói là ít thì cũng không đúng. Tại vì nếu các bạn trade future giống như mình trade thì 150 điểm này có thể kiếm được một số tiền khá là cao. Như các bạn thấy, cái này cái volume profile mình có vẽ, volume profile mình có để cho các bạn coi, thì có nghĩa là những cái vùng này, cái volume nó có số liệu đây thì khá là ngang bằng với nhau. Thì những cái số liệu này chứng tỏ rằng như có nhiều người mua và cũng có nhiều người bán, vì cái số liệu nó ngang từng cây nến trong cái thời gian vừa qua, thì không có người mua và người bán vẫn chưa có quyết định được cái hướng đi của họ trong cái thời điểm này của cái market. Nên nếu bạn nào trade option thì nói chung các bạn bị có premium và bạn sẽ bị chop đến khi nào nó hết premium thì thôi. Vậy nên nếu mà bạn nào còn mới thì mình khuyên là không nên trade trong cái thời điểm này. Nếu mà các bạn muốn trade ở tập thì các bạn có thể dùng dùng cái simile account hoặc là cái paper account. Cái paper account đó để các bạn có thể set up những cái play của các bạn, để bạn thử những cái strategy hoặc là những cái kế hoạch mới, để xem nó trong cái nó có thể giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn không về những cái play đó. Nhưng mà nói chung đó là hai cái đường chính mà mình nghĩ có thể xảy ra, vì mình không nghĩ rằng được sẽ có ai, có buyer nào mà, có người nào mua mà quyết định đã đẩy được cái Nasdaq lên như vậy trước khi meeting của ngày thứ tư và cái data của ngày thứ số liệu của ngày thứ ba. Vậy nên cái số mà mình muốn các bạn vẫn ghi nhớ là 11.500 và 11.700. Đây sẽ là cái vùng chiến đấu quyết liệt giữa gold và bull và bear. Nói chung là hai cái hướng đó. Nếu mà đương nhiên, nếu các bạn biết, nếu mà break down ra hay là lũng ra khỏi cái level này mà reject ngược trở lại, thì các bạn có thể đi xuống sâu, khá là sâu hơn, tầm khoảng chừng 250 điểm nữa. Cũng như ở trên đó, nếu mà các bạn break out được ra khỏi 11.700 thì cái vùng kế tiếp mà mình có sẽ là 11.900. Đó là target thứ hai, và 11.850 là target thứ đầu tiên của mình trong cái thời gian ngắn. Lý do tại sao vì ở đây. Ok, thì đó là Nasdaq. Bây giờ mình xin tiếp tục bằng ES. ES này thì như các bạn cũng biết, ES thì cũng khá là giống với Nasdaq. Thì mình cũng có vẽ hai cái zone này hồi trước đây cho các bạn. Đây là cái chart ngày của ES, và như các bạn đã thấy, ES cũng đã quay ngược lại cái vùng, cái zone mà có support của họ, của nó hồi trước đây, khoảng chừng từ 3.915 cho đến khoảng chừng 3.951, khoảng chừng 35 điểm. Thì như các bạn thấy ở đây thì ES đang ở cái vùng này khá là quan trọng. Lý do mình nói tại sao, như các bạn thấy bên này, ở đây có rất nhiều volume ở giữa từ 3.950 cho đến 4.012, thì đây là khoảng chừng 62 điểm. Thì ES trong thời gian qua liên tục chỉ di chuyển trong hai cái zone này, mặc dù có break out ở cuối tháng 11, nhưng sau ngay lập tức sau khi đụng vào đến cái điểm cái trend line resistance hồi trước đây của ES thì nó ngay lập tức đã bị hủy, nó bị chập trúng cái vùng kháng cự và đã bị rớt ngược trở lại. Bây giờ rất là quan trọng, ES ngày mai nhất quyết phải giữ được cái level mà các bạn mình muốn các bạn nhớ là 3.912 điểm, và cái zone cao là 3.950 điểm. Đó là hai cái vùng chính mà mình muốn các bạn phải nhớ. Cái lý do mà mình nói là tại sao, vì như các bạn thấy đây, cái zone này không hề có một tí volume nào hết, hoặc là cái volume nó có nhưng mà rất là nhỏ,
Thì nếu mà sau khi băng vào khỏi đây mà không giữ được ở đây thì nhất quyết nó sẽ phải đi ngược trở lại xuống cho đến khi nó đụng lại cái volume kế tiếp của nó ở 3812. Đó là cái khả năng mà ES sẽ phải đi xuống vì không có nhiều người bán và cũng không có nhiều người mua ở cái khu vực này. Cái chốt 4 giờ thì các bạn có thể thấy rõ hơn một chút xíu. Thì như mình vẽ đây thì có khá nhiều level, nhưng chủ yếu cũng rất là giống với trước đây mà mình nói với các bạn. Thì ngày mai mình nghĩ nếu mà ES thật sự giữ được, vẫn được cái vùng bây giờ đang ở vị trí 3924 cho đến 3914 thì khoảng chừng 10 điểm. Nếu mà ES thật sự vẫn giữ được cái này là vùng support thì nó phải đẩy lên được ở đây, giữ lại ở 3924 và tiếp tục đẩy lên cao 3964. Thì như vậy cái khả năng của nó có thể giữ là nó có thể trade ở trong cái zone này cũng khá là cao, là có thể di chuyển sideways từ khoảng chừng 3-40 điểm đây. Thì nếu mà bạn nào scalp cái option trong thời gian ngắn thì cái khả năng đó các bạn ăn được một ít cũng rất cũng cao. Nhưng khi nào mà các bạn đến gần khoảng chừng 3950 đến 3965 thì hai cái điểm đó là nhất định phải nhớ, đó là cái vùng kháng cự kế tiếp của ES, thì có khả năng nó sẽ bị reject ngược trở lại để đi ngược xuống. Còn nếu mà ngày mai nó lỏng 3914 và quay ngược trở lại và bị reject ngược lại thì mình nghĩ nó sẽ bắt buộc phải đi ngược trở lại tới 3870. Đó là cái vùng support kế tiếp của ES trong cái thời gian ngắn này. Đây là cái index future của S&P 500 hoặc là 500 công ty bự nhất của Mỹ. Nếu mà ai thật sự có ai đó muốn đẩy ES lên thì họ sẽ như vậy. Thì các bạn nhất quyết phải chờ nó băng qua được 3965, quay ngược lại và giữ được cái resistance của cái support đó trước khi nó đẩy lên cao hơn ở 4001 điểm. Thì đó là cái cách duy nhất mà bù có thể đẩy cái market này đi lên cao hơn chứ. Nhưng mình không nghĩ nó sẽ có khả năng làm được cái việc đó. Bí do vì tại sao ai cũng lo lắng về cái CPI của ngày hôm, của ngày thứ ba, và FOMC meeting của ngày hôm thứ tư. Nên cái khả năng mà nó đẩy qua được rõ ràng cái trend như vậy thì cũng không cao. Tại vì thường những cái ngày trước, những cái số liệu lớn nó rất là choppy. Ok, và bây giờ thì mình xin tiếp tục cái kế tiếp. Cái future kế tiếp là YM hoặc là Dow Jones. YM với Dow Jones thì khá là như các bạn thấy đây, thì Dow Jones mình có vẽ ở đây hồi trước rất là nhiều những cái support nhỏ. Nhưng như bạn đã thấy cái đường trend line chính mà mình vẽ ở đây hồi trước cho các bạn, ở trong cái chart ngày này, cái trend line đi lên này của Dow Jones trong cái tuần vừa qua đã bị hủy và bị lũng ngay lập tức. Và sau khi xuống khỏi cái trend line này thì như các bạn có thấy nó băng xuống khá là mạnh, đi từ 34.430 điểm cho đến tận bây giờ là khoảng tầm 33.500 điểm. Thì cái này di chuyển tới khoảng chừng 900 điểm tổng cộng trong cái đợt rớt vừa qua của Dow Jones. Thì như các bạn có thấy mặc dù bị rớt khá là mạnh nhưng mà Dow Jones ngay bây giờ đang ở vị trí của cái vùng support khá mạnh từ lần trước, và cái volume ở đây cũng khá là nhiều cho những cái đợt nó trade lần trước đây. Cái zone này là cái vùng này đang là ở khoảng chừng 34.455 điểm. Stop field. Thì như các bạn có thấy đây là 34.455 điểm là cái điểm mà Dow Jones nhất quyết phải giữ được. Bởi vì nó là cái support lần trước của nó. Nếu mà thật sự Dow Jones mà lũng khỏi 34.455 điểm, quay ngược trở lại và tiếp tục reject thì cái điểm kế tiếp nó xuống sẽ khoảng chừng là ít nhất là 32.900. 32.900 đến đây là khoảng chừng đến 650 điểm nữa. Và cái khả năng đó nếu mà bị lũng thật thì khá là mạnh. Cái kế tiếp nếu mà thật sự đây vẫn giữ được cái này, vùng này là vùng resistance, vùng kháng cự kế tiếp, thì ngay lập tức mình nghĩ nó sẽ phải đẩy Dow Jones bắt buộc phải đẩy ngược lên là được cái vùng này của nó ở 33.834 và đến khoảng chừng 34.014 hoặc là 34.000 chặn. Nếu mà cái hướng nào dễ cho các bạn nhớ hơn. Order field. Nói chung là hai cái đường này thì
các bạn đó là hai cái cách mà mình nghĩ nó Dow Jones sẽ chuyển ngày mai. Và cũng như mình đã nói với hai cái index KTX trước, thì nếu mà tại vì có FOMC với lại CPI trong ngày thứ ba và ngày thứ tư, thì mình nghĩ không, cái mù, những cái mù mà mạnh theo đúng theo một direction hay một chiều thì nó khá là khó khăn trong cái thời điểm trong vòng 2 ngày kế tiếp đấy. Nên mình nghĩ market nhất mình theo như ý cái cá nhân của mình thì nó sẽ di chuyển như vậy. Và đương nhiên thế nếu như mình lời khuyên thực sự của mình á, thì nếu mà bạn nào trade thì kể ngay trong ngày trade ở trong ngày hôm nay và ngày mai cho đến ngày thứ tư, thì mình nghĩ các bạn nên miễn sao mà nó di chuyển mà take profit được, mà các bạn có profit thì các bạn nên lấy profit trước khi các bạn chờ đợi cái mùa kế tiếp để nó quyết định cái hướng đi của nó. Ở đây thì mình có cái short 4 giờ thì chứng tỏ nó rõ hơn một chút xíu. Như các bạn thấy đây, di chuyển trong cái zone này và không có gì thay đổi đây. Ở đây thì có cái resistance nhỏ ở 33.820 và liên tục lên điểm cao hơn 34.000, reject, quay ngược trở lại reject. 33.820 cũng đã thành rejection, đẩy lên thành support và ngay lập tức bây giờ tạm thời đang chứng tỏ nó có khả năng reject như vậy cho đây. Thì nếu 33.455, các bạn lúc nào cũng phải nhớ là vùng kháng cự, 34.000 là vùng chống cự của Dow Jones. Ở phía dưới thì mình có cái level kế tiếp là 32.895 điểm. Đó là cái chỗ Dow Jones có thể đi xuống nếu mà nó lộn cái vị trí hiện tại bây giờ. Và ở phía trên nếu mà thực sự nó đẩy lên được thì khoảng tiền 34.246 là cái điểm của cái vùng kháng cự kế tiếp của Dow Jones. Đó là hai đường mà mình nghĩ, những cái level mà mình nghĩ các bạn có nên ghi nhớ để các bạn có thể coi lại những cái trade của mình có liên quan đến những cái công ty của Dow Jones. Và bây giờ mình xin tiếp tục cái phần phân tích vào thị trường tương lai và phân tích vào những cái cổ phiếu riêng rẽ. Thì bắt đầu cái stock mà đầu tiên mà mình muốn các bạn tìm hiểu là Tesla. Thì như các bạn đã biết, trong cái tuần vừa qua Tesla khá là yếu so với những cái stock khác. Thì Tesla đây, sau khi nó đụng tới cái đỉnh đầu tiên ở đây là khoảng chừng 200 điểm, Tesla ở 200 đồng, thì bắt đầu ngày 1 tháng 12 nó đã bị reject ngược trở lại và đi ngược trở xuống và hủy qua tất cả những cái support trước đây của nó, có là 188 đồng 16 cent, 180 đồng, và bây giờ đã tới tận cái đáy của nó ở khoảng chừng đây là 173 đồng 44 cent, là cái điểm thấp nhất. Xin lỗi, cái điểm thấp nhất của cái candle này là 169 đồng 06 cent, là ở ngay dưới này. Thì ngay lập tức ở dưới đây thì Tesla đã kiếm được người mua ở khoảng chừng 169 đồng và đẩy ngược nó lại. Và ngay trong ngày thứ 6 vừa qua thì Tesla ngay lập tức mở cửa, đã chứng tỏ là nó rất là mạnh. Nó mở cửa ở 173 đồng 84 cent, là nó gap up và ngay lập tức nó được đẩy lên khá là cao, qua băng qua khỏi cái điểm cái vùng support lần trước mà các bạn đã suy nghĩ cái khả năng của nó có thể biến thành vùng kháng cự cũng khá là cao ở 180 đồng. Nhưng sau khi nó băng qua khỏi đó ở 182 đồng 50 cent thì ngay lập tức nó bị cái market quá yếu nên nó đi theo market đi ngược trở xuống, và bây giờ thì lại đã đóng cửa ở dưới cái điểm của cái vùng support 180 đồng 16 cent, đó nó đóng cửa 179 đồng 05 cent. Thì theo như nhận cá nhân của mình, đây là một cái biểu hiện chứng tỏ rằng Tesla khá là yếu, hoặc là nó có biểu hiện nó gọi là bearish. Lý do tại vì sao? Cái lý do nó, nếu mà thật sự ngày thông thứ 6 mà nó có thể giữ được cái 4-5% đi lên của Tesla, thì mình nếu mà muốn tiếp tục được cái momentum hoặc là một cái trend đã đi lên, thì nó nhất định phải qua và đóng cửa ở trên cái level 180 đồng 16 cent này. Cái đây là cái lý do mà tại sao mà mình nghĩ Tesla put cho ngày mai thì cái khả năng nó cao hơn là các bạn dùng Tesla call. Đây mình mở cái chart 1 giờ cho các bạn coi thì nó dễ thấy hơn.
Như các bạn thấy ở đây, trong cái chart 1 giờ này thì sau khi nó bị lủng qua 180, quay xuống 176 là cái support kế tiếp mà mình có trong cái thời gian ngắn, trong cái chart 1 giờ thì ngay tức nó đã được đẩy ngược trở lại. Hoặc khi đẩy ngược trở lại thì ngay tức cái 180 thành cái rejection level mới, hoặc là cái vùng kháng cự mới, bị đẩy xuống ngược thử lại lần nữa và ngay lập tức bị đẩy xuống tiếp và sâu hơn. Thì mặc dù trong ngày hôm thứ sáu nó được đẩy lên khá cao, nhưng như bạn đã thấy ở đây, sau cái mà mình muốn thấy là nó Tesla đẩy lực lên đây, đẩy lực lên và giữ như vậy, nhưng bây giờ Tesla break out, quay ngược trở lại, chỉ check ngược cái lại level đó và đi xuống, nó đóng cửa chân ở dưới này. Sau nên chứng tỏ được rằng cái điểm này của nó là mình thấy được rằng cái 180 này một cái resistance khá là mạnh. Và trong vòng ngày thứ hai thì mình chưa nghĩ nó sẽ có khả năng đỡ mua đi hướng nào. Lý do tại vì sao? Tại vì mọi người đều chờ đợi cái FOMC. Nếu mà thật sự ngày mai mở cửa, mình nghĩ Tesla cái target của ngày mai khoảng chừng 176 đồng 37 cent. Thì lý cái cách mà các bạn trade là như thế nào? Cái cách mà mình trade là, để mình vẽ viết ở đây cho các bạn. Nếu ngày mai mở cửa và giữ được băng qua được 180 và giữ 180 over 180 16 xem, thì mình sẽ vô được mình sẽ vô cái 185 đồng call expire tuần này 12/16. Và như lúc nào và cái stop loss của mình á, cái target của mình là 188 đồng và cái stop loss của mình là ở 100 dưới 100 dưới 180 đồng 16 cent. Và nếu mà các bạn nào mà muốn có thêm điểm, có thêm dài hơn, thực thêm cái điểm dài hơn để stop loss, thì mình nghĩ stop loss 178 đồng 59 cent, đó là cái điểm mà thấp nhất. 178 đồng 59 cent là cái điểm mà thấp nhất, các bạn nên ra khỏi cái trade này. Lý do là tại vì cái đó là cái điểm low thấp của cái ngày hôm thứ 6 đóng cửa, mà nếu mà lụng qua cái đó thì mình không có nên vô nữa. Còn cái đường thứ hai mà mình nghĩ các bạn có thể trade là under 180 đồng 16 cent and hold ở dưới đó, thì các bạn có thể vô được 175 đồng put expire tuần này, expire 12/16, với cái stop loss là ở ở 178 đồng. Now cái stop loss của nó là cái điểm cao của ngày hôm thứ sáu vừa qua là 182 đồng 45 cent, 145. Đó là hai cái đường mà mình nghĩ các bạn có thể trade Tesla trong cái ngày 12/12. Hai cái level, một cái level duy nhất mà các bạn chỉ ghi nhớ đây là 188 đồng 180 đồng 16 cent và 176 đồng. Thì đây là những cái điểm mà mình nghĩ ngày mai nhất quyết là Tesla phải di chuyển ở trong, và cái vùng ở trên giữa là 180 đồng, lúc nào cũng nên ghi nhớ. Cái stock mình có cái tiếp cho các bạn là Apple. Lý do tại sao mà mình nghĩ Apple rất là yếu, Apple sau cái ngày vừa qua, ngày hôm thứ sáu sau khi mà ngày thứ năm Apple có in ra cái nến này, gọi là sau ngày thứ năm và ngày thứ sáu nó in ra hai cái nến gọi là doji candle của ngày thứ năm, thì nhìn là giống cái nó gọi là hammer, hoặc là nó gọi là cây búa, thì cái khả năng của nó reverse đi ngược lên khá là cao, đã đi ngược lại cái vùng vùng trên này, cái trend line support ở trên. Thì chính xác ngày hôm thứ sáu nó mở cửa rất là mạnh, nó mở cửa 142 đồng 34 cent, và ngay lập tức nó được đẩy lên đến 145 đồng 57 cent,
Thì thật sự mình đã có trade cái Apple contract này khổ trong ngày thứ sáu và mình scalp khoảng chừng 50% cái contract của mình, và mình ra khỏi cái đó. Cái lý do tại sao mà mình nghĩ là cái khả năng bây giờ của Apple ngày mai có thể đi đi ngược trở lại, đi xuống cái nó gọi là bearish, có thể là đi ngược xuống, là tại vì sau khi mặc dù đã được đẩy lên rất cao khoảng chừng 145 đồng 57 cent trong cái ngày hôm thứ sáu vừa qua, nó đã đóng cửa ở 142 đồng 16 cent, có nghĩa là chính xác cái vị trí mà nó gần như là nó mở cửa. Tại vì nó đóng cửa và mở cửa cùng như là một giá nên nó tạo ra một cái doji candle kế tiếp của cái ngày thứ ngày của ngày, là cây này chứng tỏ hơn, nó gọi là Greystone candle, có nghĩa là biểu đồ cây nến nhìn như là một cái bia mộ. Thì nếu mà các bạn biết về một cái biểu đồ cây nến như một cái bia mộ là có nghĩa là signal của cái pattern mà cái stock này chuẩn bị đi ngược trở lại, nó reverse ngược trở lại theo cái hướng bearish. Thì đương nhiên mình không có nói với các bạn là nhất quyết nó sẽ xảy ra, nhưng nó là một trong những cái tình huống mà các bạn nhìn thấy có thể dùng để làm một cái indicator hoặc là một cái dấu hiệu nhận biết để các bạn nên tránh ra khỏi những cái long position mà các những cái call mà các bạn đang ở trong đó, và nên quay ngược trở lại với những cái contract như là put contract thì nó nghiêng về hướng đó hơn. Thì bây giờ lý do như vậy nên mình theo như mình thấy, nếu mà Apple quyết định mà đi hướng bearish, để mình mở biểu đồ một kia cho bạn coi, nếu thật sự Apple bearish thật sự ở đây, lý do mình cái phần thứ hai lý do mình tại sao mà mình nói là nó bearish là tại vì Apple sau khi đẩy lên được 145 đồng, thì như các bạn đã thấy trước đây mình có vẽ 145 đồng 64 cent này là cái vùng support của Apple, tại vì ở đây nó có rejection rejection rejection, nhưng mà ở đây nó thành support 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 support, và ngay lập tức sau khi bị đẩy xuống đây thì bây giờ cái cây nến này đã chứng tỏ rằng cái vùng 145 đồng 64 cent này đã thành cái vùng resistance mới của Apple, và nó đã reject reject ngược trở lại. Nếu đương nhiên nếu CPI như lại FOMC mạnh, nó có thể búng cái tất cả những cái technical mà mình đã nói cho các bạn ở đây theo cái hướng ngược lại, đi hướng cao hơn. Nhưng mà nếu thực sự chỉ dùng vào cái chart bây giờ của mình thì thấy, thì mình sẽ nghĩ rằng Apple cái khả năng đi xuống ngược trở lại cái vùng 140 đồng 37 cent là khá là cao. Nếu mà nó đóng ở dưới cái điểm low thấp nhất của cái ngày hôm hôm thứ sáu, thì bây giờ ở đây mình extend cái vùng này ra. Như các bạn đã biết, mình có vẽ đây cái gap của Apple nằm ở dưới này là khoảng chừng, hoặc là cái điểm chống khoảng chừng từ 134 đồng 60 cent cho đến 140 đồng. Thì ở đây 140 đồng vẫn tiếp tục giữ vững lên cái vùng support, nên nếu thật sự ngày mai có hai đường, Apple có thể quay ngược lại đây, có thể đẩy ngược lên lại 145 đồng, retest đã reject ngược trở lại, và sau đó sẽ tiếp tục đi ngược xuống lại để thử lại vùng 140 đồng support ở dưới này. Cái đường thứ hai mà Apple có thể làm là nó có thể băng qua cái điểm ở dưới này 140 đồng, đi ngược trở lại thử lại 140 đồng 15 và reject ngược trở lại để đi ngược xuống sâu hơn. Với cái market bây giờ thì mình nghĩ Apple, cái khả năng mà Apple thử lại cái vùng 140 đồng ngày mai khá là cao. Tại vì ngày thứ sáu vừa qua nó chứng tỏ cái bearish của nó, mua của nó quá khả năng đi ngược trở lại cái bearish nó nằm đồng mua đó khá là mạnh. Thì cái enter và exit của như thế nào thì mình quay trở lại cái chart daily cho các bạn đây. Thì ở đây hai đường vô, nếu mà các bạn muốn đi short thì mình nghĩ là các bạn nên ít nhất Apple phải qua được, nếu mà mình target chỉ đến khoảng chừng 145 thôi, thì mình nghĩ ngày mai nếu mà Apple retest thử lại
Apple ngày mai nếu mà thử lại 140 đồng 90 cent và giữ được thì các bạn có thể vô được 145 đồng cổ expire ngày 12 tháng 16 tháng 12. Mười sáu tháng mười hai. Cái stop loss của mình sẽ là ngay dưới 140 đồng chẳng. Stop loss 140 đồng. Target của mình sẽ chính xác là 145 đồng in the money. Cái điểm thứ hai, nếu mà thật sự Nasdaq yếu như vậy mà không có thể giữ được thì mình sau khi nó qua dưới 140 đồng và reject ngược, reject lần và reject thì mình sẽ vô 135 đồng, 135 đồng put expire tuần này. Stop loss của mình sẽ là 142 đồng 16 cent và cái target của mình sẽ là cái gap fill ở dưới đó của 133 đồng cho đến 138 đồng. Đó là hai cái đường mà mình nghĩ mình sẽ trade cái Apple của ngày mai, ngày 16 tháng 12. Cái stock mình có kế tiếp là Nvidia. Như các bạn thấy ở đây cái chart daily của Nvidia, chart ngày. Lý do tại sao mà mình nghĩ là ngày mai Nvidia có khả năng nó sẽ được đi lên tiếp tục mặc dù cái market chính khá là yếu. Lý do là tại vì cái chart này của Nvidia nó tạo nên cái người ta gọi là higher low and higher high và tiếp tục như vậy trong thời gian vừa qua. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là stock được đẩy lên thành một cái step lên cao hơn, nó pull back hoặc là nó thử lại cái vùng ở dưới đó, cái vùng support kế tiếp ở cái trend line này cao hơn cái điểm cái đáy của lần đầu tiên và tiếp tục đẩy lên cao hơn, quay ngược trở lại đáy cao hơn cái đáy trước thì và tiếp tục đẩy cao hơn thì higher low and higher high, thì cái điểm này cái nó vẫn tiếp tục giữ được cái trend line của nó, đã tiếp tục đi lên trên cái trend line màu xanh thì mình có vẻ ở đây cho các bạn thấy là cái uptrend của nó vẫn tiếp tục giữ đó. Lý do mà tại sao mà mình bullish ngày mai cho AMD là tại vì AMD có một ngày rất là mạnh trong ngày hôm thứ sáu vừa qua, mở cửa ở 171 đồng 60 cent và điểm cao nhất là 175 đồng 83 cent. Nó đóng cửa 170 đồng 01 cent. Cái lý do là tại vì 169 đồng 92 cent là cái điểm mà resistance trước lần trước của mình có mà mình nghĩ là nó nhất quyết phải qua được để có thể tiếp tục bullish cái trend này. Và như các bạn có thấy trong cái daily này, mặc dù market khá là choppy nhưng mà nó vẫn tiếp tục di chuyển lên cao hơn và bây giờ đã băng qua khỏi được cái vùng resistance và giữ lại được cái vùng resistance trước khi đóng cửa. Cái mà mình muốn thấy ngày mai AMD có thể làm được là có thể giữ cái level này pre-market trước khi mở cửa và đẩy nó lên cao hơn. Như vậy thì cái điểm mà AMD sẽ ngừng kế tiếp là khoảng chừng 179 đồng 179 đồng 32 cent. Mình có vẽ đường đây mới cho các bạn ở đây. Thì làm sao để vô được cái trade này? Cái mà mình nghĩ mà ngày mai có thể xảy ra là nếu các bạn có thể chờ retest ở cái level 169 đồng
92 cent và giữ được and hold. Thì các bạn có thể enter vô cái 175 đồng call expire cũng tuần này với cái stop loss của các bạn là điểm thấp nhất của cái ngày hôm hôm thứ sáu vừa qua khoảng chừng 168 đồng 50 cent. Target của mình sẽ là target của mình bây giờ là 179 đồng 32 cent cho cái level kế tiếp. Nhưng đó là sẽ là cái target cuối cùng. Ở giữa thì mình sẽ quan trọng hơn là cái 175 đồng. Nếu mà nó tới gần 175 đồng thì mình nghĩ mình sẽ take a profit ở 175 đồng, chỉ để lại cái run nào của mình lên 179 đồng nếu mà market nó bullish. Nói chung tại vì cái trade này phải đi tùy thuộc vào cái Nasdaq, nên các bạn nếu Nasdaq yếu thì các bạn không nên giữ cái contract này như vậy, tại vì cái khả năng của nó không có thể đẩy lên cao một mình AMD được, mà bắt buộc phải theo cái thị trường chung. Điểm thứ hai, nếu mà thật sự nó reject ở điểm 169 đồng, reject 169 đồng và and hold, nó giữ được ở dưới đó thì mình sẽ vô 165 đồng, 165 đồng put expire tuần này. Target của mình ở đâu? Target của mình sẽ là target số 1 là 165 đồng chẳng, target số 2 của mình sẽ là 161 đồng. Tại vì sao? Vì nó sẽ phải thử lại cái trend line của ngày mai, nếu mà thật sự nó yếu như vậy thì có hai target. Là 165 đồng. Excuse me. Và target thứ hai của mình sẽ là 161 đồng. Stop loss thì đương nhiên như các bạn đã biết là 169 đồng 92 cent hoặc 170 đồng nếu mà nó giữ được 170 đồng. Đây là cái điểm, hai cái điểm mà mình nghĩ nó phải thử xuống để nó thử là cái trend line dưới này, nếu mà thực sự nó được, nó có một cái trend line mạnh để nó thể đẩy để AMD tiếp tục đi lên trong cái thị trường chung như vậy. Nếu mà các bạn nhìn vào cái chart 1 giờ thì có vẻ như bạn thấy rõ ràng hơn một chút xíu, 169 đồng 792 cent này là cái đường cát ở trên cái bãi cát này quyết định được AMD lên cao hơn hoặc đi xuống thấp hơn. 165 đồng như bạn thấy ở đây là cái điểm support đầu tiên, thì nếu nó lủng qua khỏi 169 đồng đây thì nó bắt buộc phải đi xuống lại 165 đồng 34 cent để giữ lại level dưới này. Còn nếu mà không giữ được thì cái level kế tiếp là 162, khoảng chừng 161.62 đồng mười mấy cent ở cái trend line dưới đây. Cái stock kế tiếp mà mình muốn nói cho các bạn biết thêm về là Walmart. Walmart thì Walmart trong cái ngày hôm thứ sáu vừa qua có một ngày khá là yếu, tại vì cái Walmart mở cửa ở 147 đồng 47 cent, nhưng mà nó đóng cửa ở dưới 100, đóng cửa ở 145 đồng 31 cent. Nói chung là nó khá là choppy trong vòng quy một ngày, trong vòng khoảng chừng 1.46% lên và xuống. Lý do mà tại sao mình nói Walmart yếu là vì sau khi Walmart chạy lên được tới 154 đồng ở trên này thì là bị rejection ngược trở lại. Và sau khi rejection ngược trở lại, cái vùng 150 đồng 18 cent này là không thể nào giữ được thành cái vùng support hồi trước của Walmart. Tiếp tục bị lủng qua khỏi vùng đó và băng ngược xuống tới 145 đồng 31 cent lúc đóng cửa ở đây. Lý do mà tại sao mình nghĩ Walmart là một cái play ngày mai là vì như các bạn đã thấy, Walmart trong cái thời gian vừa qua chạy lên khá là mạnh, nhưng mà lúc nó lên như thẳng như vậy á, nó ở đây có một cái gap, nó đã gap đi lên trên, nhưng mà cái gap này chưa bao giờ được nói chung là chưa bao giờ được lấp đầy, nên cái lỗ này giống như là một cái vùng không ở trên này.
Thì nếu như là mình thì mình sẽ kiếm, như các bạn có thấy đây, cái vùng gap này không hề có một cái volume gì hết. Ngay đây giống như cái chỗ này không có một eye trade luôn. Thì cái khả năng nó đi từ cái vùng ở điểm có volume ở trên này tới cái vùng kế tiếp, hoặc là vùng thấp nhất, hoặc cái vùng kế tiếp mà có nhiều volume, thì khả năng đó rất là cao. Thì tại sao mà mình nghĩ Walmart có thể là một cái trade để fill cái gap ở dưới này từ dưới khoảng chừng 144 đồng 54 cent cho đến khoảng chừng 143 đồng và xa hơn là 141 đồng 81 cent. Cái lý do là tại vì đây, nếu mà mở cái chart một ngày ở đây, như các bạn thấy Walmart sau khi làm một đường thẳng đi lên 144 đồng đây, rejection ở đây thành hai điểm, gần như là ở chung một vùng là hai điểm rejection ở đó, tạo thành biểu đồ hai đỉnh và bị đẩy ngược xuống ngay lập tức. Thì mà bây giờ Walmart nó đang ở cái vùng rất là rõ ràng đây, nếu ngày mai Walmart không thể giữ được cái zone ở đây, cái zone 144 đồng 1 cent cho đến 145 đồng 10 cent, thì cái khả năng nó bị lộn đã đi xuống ngược lại dưới này. Đây là cái short play mà mình nghĩ nó sẽ có tác dụng đi ngược lại 144 đồng này, và buộc phải đi ngược xuống ở đây. Tại vì ở chính giữa đây không có nhiều support, nếu mà nó lộn cái vùng support chính này thì bắt buộc phải đi ngược trở xuống. Đương nhiên các bạn phải suy nghĩ, nếu mà nó quay ngược ở đây và giữ được thì nó có thể thử lại cái điểm cao của ngày hôm sáu vừa qua là 147 đồng trước khi có rejection. Thì cái entry nào để vô cái phút này là tốt nhất? Cái entry mà mình nghĩ các bạn có thể vô được có hai đường. Nếu mà thì cái này phải tùy thuộc vào những bạn nào kinh nghiệm và những cái risk tolerance của các bạn trade như thế nào. Thì nói chung cái entry đầu tiên nó an toàn nhất là mình sẽ nó để nó retest lại 147 đồng 75 cent ngày mai, chờ cái rejection và mình sẽ chờ nó reject reject thì hai cái đường enter, xin lỗi mình tạm ngưng để mình đánh lại cái này rõ ràng rồi cho các bạn một chút. Thì hai cái đường mà mình muốn các bạn có thể enter được là, một là nó phải retest lại cái vùng 147 đồng 75 cent này ngay lập tức, nó reject ở ngay đây thì các bạn có thể enter cái 145 đồng put expire tuần này 16 tháng 12. Target của mình sẽ khoảng chừng 144 đồng ở đỉnh dưới này. Đương nhiên nếu mà các bạn nào có hơn một contract thì vẫn tiếp tục giữ cái runner của các bạn đi xuống sâu hơn được, cái đó là vùng enter sớm nếu mà ngày mai thật sự nó có retest ở trên đó. Cái đường thứ hai, nếu mà thật sự ngày mai mở cửa không hề có một cái retest gì hết thì mình nghĩ nó phải băng qua vùng 144 đồng 06 cent này thì và quay ngược lại thử, thì mình sẽ vô, nếu mình chờ nó qua dưới 144 đồng 40 cent thì mình sẽ vô cái 140 đồng put contract của mình trong tuần này ngày 12, 16 đến 12, và cái target của mình sẽ khoảng chừng 138 đồng. Stop loss của cái contract 140 đồng này của mình sẽ là 145 đồng 29 cent, có nghĩa là cái điểm thấp nhất của cái ngày hôm thứ sáu, nếu mà nó giữ lại cái điểm đó thì cái setup dưới này của mình bị invalid. Đường thứ hai, nếu mà mình vô 147 đồng 75 cent rejection ở trên này thì cái điểm stop loss của mình sẽ là cái điểm thấp nhất của ngày trước đó nữa là 148 đồng 19 đến 148 đồng 27 cent. Thì đó là hai đường để các bạn có thể vô và ra khỏi cái trade này, một là vô sớm hơn, hai và vô các bạn nào mà muốn risk thấp hơn thì confirm cái trade nó xa hơn trước khi nó đi xuống. Đó là hai đường mà mình nghĩ cái những cái stock này có thể về cái stock cái Walmart có thể di chuyển trong vòng ngày mai. Và như thế thì coi như là mình đã đưa ra cho các bạn khoảng chừng 4 cái play trong cái ngày mai, thì hy vọng có thể giúp cho các bạn có tìm hiểu rõ hơn về cái thị trường tương lai trong những cái analysis vừa qua mình vừa mới làm, và những cái contract mà mình nghĩ mình có thể các bạn có thể dùng để trade được option trong ngày mai ngày 16 tháng 12. Xin lỗi, 12 tháng 12.
Thì trong cái thời gian vừa qua thì mình như mình đã nói với các bạn trong cái đầu tiên thì mình không có mình đã đi vacation nên mình không có thể nào broadcast hoặc là làm những cái episode lần trước theo như mỗi ngày. Và bây giờ và dạo gần đây thì mình cảm thấy hơi mệt mỏi với sức khỏe mình hơi hơi yếu nên có thể cái episode nó sẽ ít hơn nếu mà các bạn mình không có kịp upload lên YouTube cho các bạn. Thì nhưng mà mình vẫn sẽ tiếp tục upload video của mình nếu mà mình có thể, nếu mà ngày nào mình không thể thu âm được thì mình sẽ viết lại cái play hoặc là những cái analysis của mình và những cái phân tích của mình vô trong cái document để mình có thể bỏ lên trên cái website của tụi mình tradeify.com và nó hoàn toàn miễn phí. Nếu mà bạn nào muốn truy cập để tìm hiểu theo mỗi ngày thì nó vẫn sẽ tiếp tục có mặt ở trên đó. Còn ngày nào mình làm video thì mình sẽ upload link của video của mình lên đó cho các bạn coi và dễ hiểu hơn, tại vì nó có hình ảnh minh họa kèm theo và giải thích rõ ràng hơn so với cái document của mình mà mình có thể upload lên cho các bạn. Đương nhiên thì các bạn nào nếu mà muốn học hỏi thêm, tìm hiểu thêm về trade option và future thì các bạn có thể đăng ký liên lạc với tụi mình ở trên cái website của tụi mình. Tụi mình có đang bây giờ đang tạm thời đưa ra cái service là hoàn toàn miễn phí, coi như là tụi mình có thể giúp các bạn tìm hiểu thêm về những cái thị trường tương lai nữa, để coi các bạn có thể hứng thú có thể dùng để trade được hay không. Cái điểm thứ hai mà mình muốn nói cho các bạn biết đây là trong cái thời gian vừa tuần vừa qua, tại vì mình trade nhiều thì mình thấy được rằng mặc dù cái market khá là choppy nhưng mà trong khi mình trade future contract của mình thì cái số lượng tiền mà mình thu nhập được khá là cao so với mình trade option. Tại vì option cái vấn đề của nó là mỗi khi nó bị market choppy chờ đợi số liệu này kia thì toàn bộ của nó đều phải bị liên quan, tất cả những cái premium của nó đều bị market maker nó hủy hết, tại vì buổi sáng nó đi lên và buổi chiều nó đi xuống thì rất khó để cho bạn nào muốn trade option. Vậy nên cái đó cũng là một cái yếu điểm của option. Trong khi đó nếu mà các bạn trade future thì hoàn toàn không phải theo một trend. Nếu có thể trong vòng 30 giây các bạn đã đi long thì có thể trong vòng 20 giây sắp tới các bạn có thể đi short để kiếm được tiền, theo kiếm được thu nhập theo hai chiều còn hơn là các bạn trade option. Thì đó cũng là cái nhận định và của riêng mình và những cái mà sau khi mình đã trade cả hai loại trading style của Mỹ này. Thì nếu mà bạn nào có câu hỏi thì đương nhiên như mình đã nói, tiếp tục truy cập vào website của mình ở tradeify.com và có thể gửi email cho tụi mình và có thể gửi message cho tụi mình ở trên website để tìm hiểu thêm cũng được. Và đây thì bây giờ thì mình tạm thời kết thúc cái live cái episode này của mình cho việc phân tích thị trường tương lai và thị trường của những stock riêng rẽ. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Chúc các bạn một ngày trading vui vẻ.